Mình xin chào cô chú anh chị em và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp mình làm gỏi bông điên điển nha. Ở đây là có bốn cây mì căng nha, rồi một nhúng rau răm, tỏi, ớt, bông điên điển, giá, hẹ, cà rốt với 100 gram chả chay nha, chả quế chay, rồi gia vị thông thường cũng đường, muối, bột ngọt. Mình làm tới đâu thì mình sẽ nói tới đó nha. Bây giờ trước tiên thì giờ mình sẽ bắt cái chảo lên, mình chiên mì căng. Bây giờ mì căng mình lấy, mình sẽ xé ra. Mình xé ra lát mình trộn. Bây giờ mì căng mình đã xé ra hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi chiên. Giờ nó vàng rồi mình vớt ra nha. Bây giờ mình sẽ đi làm nước mắm nha. Mình sẽ cho đường vào. Một muỗng rưỡi đường cát. Một chút xíu bột nêm. Một muỗng rưỡi tắc. Đây là tắc nha các bạn. Hai muỗng nước mắm, quậy cho nó tan ra. Bây giờ mình bỏ tỏi, ớt vô. Cái ánh sáng ở trên đây nè các bạn, cái này là bóng đèn nha, chứ không phải nó dơ nha. Cái nhiều khi các bạn không biết, thấy là trắng trắng là dơ, cái bóng đèn nó dọi xuống đây. Bây giờ mình sẽ trộn gỏi nha. Cho cà rốt vào. Mình cho hành phi vào.
cho tỏi phi. Mình làm vậy là nó vừa vặn luôn nha, nhưng mà cô chú anh chị em nếu mà khi mình làm nước sốt á thì mình phải thấy mình nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình, thiếu chua thiếu mặn thiếu ngọt gì thì mình thêm gia giảm nha. Rồi bây giờ mình cho ra nè, bây giờ mình đã cho ra dĩa, các bạn thấy ngon không? Đơn giản mà ngon nha. Cho thêm nước mắm nha. Cho chả lụa nằm trên. Này nó giòn rụm nha cơ, giòn lắm. Rồi món gỏi bông điên điển của mình đã hoàn thành. Mình chúc cô chú anh chị em làm món này ăn ngon miệng nha. Rất là đơn giản luôn, không có cầu kỳ. Mình cho thêm đậu phộng nha. Rồi, bây giờ mình xin chào nha, chúc cả nhà luôn được gặp nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe. Mình mong cô chú cũng yêu thương mình, chia sẻ những món ăn của mình cho các bạn đồng trai cùng nhau tham khảo để làm ăn nha, cũng như là ủng hộ cho mình. Thôi giờ mình xin chào, chúc cả nhà luôn bình an.